Công viên Franklin tại trung tâm Washington DC là nơi tập trung hàng trăm người vô gia cư ở thủ đô của nước Mỹ. Cuối tuần vừa qua, những tình nguyện viên thuộc nhóm từ thiện tình thương Virginia này đã tổ chức một bữa trưa miễn phí cho tất cả những người có hoàn cảnh khó khăn nơi đây. Đồ ăn được phục vụ lần này chủ yếu là những món ăn truyền thống Việt Nam như mì xào, cơm chiên hay chả giò và các loại rau tươi. Mặc dù có thể nói những loại đồ ăn này là khá lạ lẫm đối với phần lớn người vô gia cư ở đây, nhưng tất cả đều đón nhận nhiệt tình và họ thực sự đã có một bữa trưa vui vẻ. Ồ, đồ ăn ngon lắm, tôi rất thích. Bạn nhìn xem, ở đây có rất nhiều người cần được giúp đỡ, đặc biệt là những người đã lớn tuổi như tôi. Chúng tôi rất cần những chương trình từ thiện như thế này để cảm thấy ấm áp hơn. Công viên Franklin cũng là một trong những địa điểm tập trung đông người vô gia cư nhất tại thủ đô của nước Mỹ. Vì thế mà hàng tuần, đặc biệt là trong dịp cuối tuần, những tổ chức từ thiện và các cá nhân hảo tâm thường tìm đến đây để giúp đỡ những người kém may mắn với các bữa ăn miễn phí và các loại quần áo, giày dép, vật dụng khác nhau. Đây cũng là lần đầu tiên nhóm từ thiện tình thương Virginia tới với khu công viên này để giúp đỡ mọi người. Dạ, đây là đầu tiên tụi em làm và cũng hy vọng là rất là vui là tất cả food đều hết và có các vị ở đây ủng hộ rất là đông. Hy vọng là về sau tụi em sẽ có nhiều lần nữa và chương trình sẽ hy vọng sẽ sợ cho nhiều người nữa. Họ cũng thích đồ ăn Á Đông, nhưng mà tất cả các đồ ăn này là đồ chay, vegetarian noodle, vegetarian egg roll, vegetarian fried rice with salad, tức là tất cả đều là healthy food hết. Thì mong là họ thích thì làm sao mình sẽ trở lại. Được thành lập cách đây 10 năm, nhóm từ thiện tình thương Virginia hoạt động trong nhiều lĩnh vực tại cả Hoa Kỳ và Việt Nam như trao học bổng, trợ giúp trẻ khuyết tật, mồ côi, thương phế binh và cứu trợ thiên tai. Trong những năm trước đây, nhóm cung cấp bữa ăn miễn phí chủ yếu tại tiểu bang Virginia, nơi có nhiều người gốc Việt sinh sống. Sau chương trình cuối tuần vừa qua, nhóm dự kiến sẽ tổ chức các bữa ăn miễn phí cho người vô gia cư tại Washington đều đặn hàng tháng vào dịp cuối tuần.